Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Hoàng Gia cần tuyển gấp giáo viên thực hành lái ô tô lương từ 12 đến 15 triệu mỗi tháng. Mô tả công việc, giảng dạy công tác thực hành lái xe, hướng dẫn hỗ trợ học viên trung tâm, trao đổi thêm khi phỏng vấn, yêu cầu công việc. Giới tính nam tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, có bằng lái xe hạng B2 hoặc C trở lên, có chứng chỉ sư phạm, có chứng nhận giáo viên thực hành, ưu tiên các giáo viên có kinh nghiệm đã từng giảng dạy tại các trường. Chịu được áp lực công việc cao, tính tình hòa đồng, vui vẻ và có tố chất sư phạm. Hồ sơ lý lịch rõ ràng. Quyền lợi được hưởng, mức lương cao trên 10 triệu mỗi tháng, được tham gia mọi quyền lợi của công ty, thưởng thêm chỉ tiêu, đãi đồ ngộ khi có tinh thần làm việc và năng lực tốt. Yêu cầu hồ sơ bao gồm đơn xin việc, sơ yếu lý lịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe có công chứng, giáo hình 34 nền xanh, có bằng cấp có liên quan. Ứng viên vui lòng gửi hồ sơ trực tiếp qua email, đính kèm hình trong CV, không phỏng vấn hồ sơ không có hình. Thông tin chi tiết về công việc vui lòng liên hệ Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Hoàng Gia, địa chỉ 3739 Nguyễn Thiện Thuật, phường 2, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Email liên hệ Trần Thị Thanh Thủy 1402@gmail.com, số điện thoại liên hệ 0942127000 gặp chị Thủy, ngày hết hạn nộp hồ sơ ngày 30 tháng 6 năm 2018.